Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 5 đến ngày 23 tháng 8 năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cuộc thi được tổ chức theo tuần với hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên internet tại các địa chỉ hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến tỉnh ủy Lào Cai http://tuyengiao.lao-cai.gov.vn, cổng thông tin điện tử ban tuyên giáo tỉnh ủy http://bantuyengiao.lao-cai.org.vn, trang thông tin điện tử văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai http://nongthonmoilaocai.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang, cổng thông tin điện tử đã liên kết với cổng thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai. Nội dung thi tập trung vào tìm hiểu về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí, mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Simacai lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 với sự tham dự của 125 đại biểu đại diện cho gần 10.000 hội viên thanh niên trên địa bàn vừa diễn ra. Nhiệm kỳ qua, phong trào thanh niên của Simacai phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt vai trò của tổ chức hội trong phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu như các phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, thắp sáng ước mơ, về địa chỉ đỏ. Các cấp hội đã tổ chức gần 400 lượt tình nguyện, thu hút trên 15.000 lượt hội viên tham gia, triển khai 8 công trình thanh niên cấp huyện, 116 công trình cấp cơ sở và trên 200 phần việc, tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Huy động trao tặng trên 8.000 suất quà cho hộ nghèo, học sinh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công, tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Với khẩu hiệu hành động, đoàn kết, khát vọng, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội thống nhất đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 23 ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029, cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 6 và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội cũng như đông đảo hội viên. Sức lan tỏa từ phong trào không chỉ góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở vùng cao mà còn tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, ghi nhận tại huyện vùng cao Bắc Hà. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và hội nông dân, anh Vàng Xeo Châu mạnh dạn phát triển mô hình kinh doanh du lịch. Hướng đi này không chỉ giúp gia đình có doanh thu bình quân khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, mà còn tạo việc làm cho một số lao động địa phương. Nhà tôi có, bên tôi thấy có tiềm năng về khí hậu mát mẻ, món ăn của các địa phương là đa dạng và bản sắc của các dân tộc phong phú. Tôi đã quyết định mở homestay để đón khách du lịch, có cái nguồn thu cho gia đình và có công ăn việc làm cho các cháu. Còn với hộ anh Sùng Sao Báo, xã Cốc Lầu, được sự hướng dẫn, khuyến khích của tổ chức hội, anh đã chuyển từ chăn nuôi sang trồng quế. Bên cạnh đó, anh Báo cũng đứng ra làm đầu mối thu mua cuống lá quế khô cho bà con. Từ đó, mỗi năm gia đình anh Báo thu nhập trên 200 triệu đồng. Bây giờ là trồng quế là không có cái bái lại chăm trâu nữa, thì mình bán hết trâu rồi, chăm sóc quế. To to như này thì chuẩn bị là trẻ ấy, để chuẩn bị bốc được to như này là mình khai thác được ấy. Hiện toàn huyện Bắc Hà có trên 1.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 2 hộ được tôn vinh là nông dân tiêu biểu xuất sắc toàn quốc. Không chỉ tăng về số lượng, mà hiệu quả từ phong trào, nhất là những điển hình tiêu biểu đang có sức lan tỏa sâu rộng. Chúng tôi đánh giá các cái hộ này là những hộ tiêu biểu và cũng là những cái mô hình để nhân rộng cho các cái hội viên khác để học tập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai phong trào phù hợp với thực tiễn địa phương, sự đồng hành hỗ trợ khuyến khích của tổ chức hội, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở vùng cao Bắc Hà, góp phần
giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của địa phương đạt 5,5% trên một năm. Thị xã Sapa vừa tổ chức họp triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và chuẩn bị các điều kiện để ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Dự kiến lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của thị xã Sapa sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Toàn thị xã sẽ có 111 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 333 thành viên tại tất cả các thôn tổ dân phố. Để đảm bảo lực lượng an ninh tại cơ sở hoạt động hiệu quả, Công an thị xã Sapa phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương bố trí địa điểm, nơi làm việc phù hợp cho lực lượng này, đồng thời tổ chức huấn luyện bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, trang bị đầy đủ trang phục, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị theo quy định để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Lào Cai đã bắt quả tang 6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Khoảng 0 giờ 40 phút ngày 29 tháng 5, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an xã Cốc San, Công an thành phố Lào Cai kiểm tra tại khu vực thôn Luồng Đơ, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, phát hiện trong ngôi nhà 2 tầng có biểu hiện nghi vấn tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, có tiếng nhạc to, có đèn nháy và tiếng người ồn ào. Khi phát hiện lực lượng chức năng, một số đối tượng đã bỏ chạy. Tổ công tác đã tiếp cận hiện trường và phát hiện 6 đối tượng đang tập trung sử dụng ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các đối tượng, đồng thời thu giữ và niêm phong vật chứng theo quy định để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, xã Dền Sáng được huyện Bát Sát định hướng sẽ tập trung phát triển du lịch cộng đồng để tăng thu nhập cho người dân. Tham gia phát triển du lịch, một số hộ dân tại địa phương đang được hỗ trợ về kinh phí để phát triển dịch vụ tắm lá thuốc và mở dịch vụ lưu trú tại gia đình. Tiên phong làm du lịch từ năm 2019, ngôi nhà truyền thống của gia đình anh Tần Láo Tả được cải tạo lại để phát triển dịch vụ lưu trú và tắm lá thuốc. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình anh Tả đã có thêm điều kiện để đầu tư nâng cấp các phòng nghỉ, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Qua tìm hiểu bên Sapa thì cũng thích làm, với lại gia đình cũng có truyền thống hái lá thuốc. Mình cũng bắt đầu xây dựng để làm cái tắm lá thuốc với lại lưu trú dịch vụ để phát triển và quảng bá thêm cái đời sống và văn hóa của người dân của xã mình. Lưu giữ nghề hái lá thuốc truyền thống của dân tộc Giao, gia đình bà Tần San Mẩy còn đầu tư thêm 3 phòng lưu trú và 4 phòng tắm lá thuốc. Đến nghỉ tại gia đình, du khách còn được hướng dẫn để làm các trang phục truyền thống của người Dao đỏ và thưởng thức những món ẩm thực độc đáo. Từ phát triển du lịch năm 2023, gia đình bà Mẩy đã thu về trên 100 triệu đồng. Giờ xin vừa tại chỗ đã vừa như dạ rời nay như chút rồi. Bài thức tắm của người Dao mình thì có từ lâu đời rồi. Tắm giúp mình giảm đau xương khớp, thoải mái, thư giãn khi mệt mỏi. Khách mà đi leo đồi núi về mệt tắm thì họ rất thích. Du lịch cộng đồng là hướng đi mới ở Dền Sáng. Để mô hình này mang lại hiệu quả bền vững, chính quyền địa phương đã triển khai xây dựng mô hình điểm về du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống của người Dao đỏ tại thôn Ngải Trồ. Theo đó, 22 hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi hộ nếu phát triển dịch vụ thuốc tắm, được hỗ trợ 60 triệu đồng nếu phát triển dịch vụ lưu trú. Để thu hút du khách, xã đang tích cực phối hợp với huyện Bát Sát và các ngành chức năng của tỉnh đưa các sản phẩm du lịch mới như trải nghiệm thác tiên, thác vàng và đi tham quan ngắm cảnh một số bản làng, ruộng bậc thang vào khai thác. Với địa bàn Dền Sáng thì cũng rất nhiều phong cảnh đẹp, rất nhiều thác đẹp, rồi là rừng già, hỗ trợ cung cấp một số cái cơ sở vật chất như cái nồi đun thuốc tắm của người Dao đỏ, chỗ ngắm cảnh, chỗ ăn nghỉ, hỗ trợ một phần kinh phí để tạo một số cái cảnh quan, số cái thác trên địa bàn Dền Sáng để cho phục vụ cho khách du lịch. Dền Sáng hiện còn 34% hộ nghèo. Với việc lựa chọn khai thác lợi thế sẵn có để phát triển du lịch cộng đồng, địa phương kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá để tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Liên quan đến vụ việc một cháu bé tử vong trên xe đưa đón của trường học ở địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người. Trước đó, hồi 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, lái xe và cô giáo có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Trong đó có cháu bé TGH, sinh năm 2019, trú tại huyện Vũ Thư. Khi đến trường, lái xe mở cửa xe cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp, sau đó điều khiển xe đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. 17 giờ cùng ngày, người thân của bé H đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường, đồng thời tìm kiếm phát hiện cháu H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng cháu H đã tử vong. Thu hẹp khoảng cách giới và giảm nghèo là hai điểm sáng của Việt Nam sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục. Năm 2023, chỉ số xếp hạng bình đẳng giới của Việt Nam xếp thứ 72 trên 146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022. Hàng loạt chương trình bình đẳng giới được lồng ghép trong các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động cao nhất thế giới. Theo đó, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục nhận được sự quan tâm tại kỳ họp Quốc hội lần này nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Mùa hè quân đội, chúng em là phi công hay trải nghiệm hàng không quốc gia 2024 là nội dung quảng cáo trên Facebook về các khóa học kỹ năng hè cho trẻ. Nhưng trên thực tế, đây là những chiêu trò lừa đảo. Theo các chuyên gia, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi nhằm tạo niềm tin đối với khách hàng. Đặc biệt, những khóa học lừa đảo còn quảng cáo có liên kết với các cơ quan nhà nước như công an, phòng cháy chữa cháy, quân đội, đồng thời đánh vào tâm lý sợ thua thiệt bạn bè, sợ con học không tốt của phụ huynh. Để không trở thành nạn nhân của những chiêu thức lừa đảo này, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu thông tin thật kỹ, tiến hành nhiều bước xác minh, lựa chọn những cơ sở uy tín. Ngày 29 tháng 5, Tổ chức Lao động Quốc tế gọi tắt là ILO dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ giảm nhẹ trong năm 2024. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo tiến độ trong việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng vẫn còn chậm. Cụ thể, ILO dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu năm 2024 là 4,9%, giảm so với mức 5% của năm 2023. Trước đó, ILO dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm 2024 sẽ tăng lên 5,2%. Báo cáo của tổ chức này nêu rõ trên thế giới có 183 triệu người thuộc diện thất nghiệp, tức là những người lao động đang tích cực tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc ngay lập tức. Ước tính trên thế giới có 45,6% phụ nữ trong độ tuổi lao động có việc làm trong năm 2024 so với mức 69,2% của nam giới. Phụ nữ ở các nước thu nhập thấp chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề với 22,8% muốn làm việc nhưng không có việc làm, trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 15,3%. Hoạt động cho vay của các ngân hàng ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone tiếp tục tăng trưởng thấp trong tháng 4 vừa qua, khi lãi suất cao kỷ lục có thể cản trở những ngân hàng cũng như người đi vay. Đây là thông báo đã được Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB công bố mới đây. Cụ thể, nguồn vốn mà các ngân hàng cấp cho các doanh nghiệp trong tháng 4 năm 2024 chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 0,4% trong những tháng trước đó. Trong khi đó, tín dụng cấp cho các gia đình tăng 0,2%, ổn định so với tháng 3. Tuy nhiên, số liệu về nguồn cung tiền ở Eurozone tăng 1,3%, mức cao ECB cho biết có thể sẽ hạ lãi suất trong thời gian tới nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Trước đó, Ủy ban châu Âu EC xác nhận dự báo tăng trưởng kinh tế cho Eurozone đạt 0,8% trong năm 2024 và tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ tăng lên 1,4% vào năm 2025 so với mức dự đoán trước đó là 1,5%. Thay vì phải xếp hàng dài chờ đợi tại các trạm đổ xăng, người dân tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE tới đây sẽ được sử dụng công nghệ bơm xăng tự động bằng robot kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI. Dịch vụ này rất thân thiện với môi trường và còn giúp tiết kiệm thời gian. Tại một trạm xăng thử nghiệm,
công ty xăng dầu quốc gia Abu Dhabi đã cho lắp đặt tại mỗi cột xăng một cánh tay robot hỗ trợ đổ xăng tự động. Những cánh tay robot này được lắp camera và cảm biến để xác định vị trí nắp bình xăng với tốc độ nhanh và chính xác, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Công ty xăng dầu quốc gia Abu Dhabi cho biết đây là dự án thử nghiệm cho kế hoạch lớn hơn nhằm cung cấp các dịch vụ có AI hỗ trợ cho các khách hàng. Ngày 30 tháng 5, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa này được phóng từ khu vực Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc 6 giờ 14 phút sáng ngày 30 tháng 5 theo giờ địa phương, tức khoảng 4 giờ 14 phút theo giờ Việt Nam và bay được khoảng 350 km trước khi rơi xuống biển. Hàn Quốc cũng đang phân tích và chia sẻ thông tin về vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên cùng với giới chức Mỹ và Nhật Bản. Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và văn phòng thủ tướng nước này cũng cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo và tên lửa này sau đó đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.